Tính đi quay video ấy, cho mọi người xem ấy, nhưng mà Hàn Quốc những ngày cuối năm đẹp quá mọi người ơi, lang thang Hàn Quốc những ngày cuối năm. Hiện tại mình đang ở chỗ cung gì này, cung này mình chưa vào nhưng mà nhìn lên đó nó đẹp quá à. Thời tiết hôm nay nó lạnh lạnh không ấy đó. Nói chung là rất là nhìn thấy qua mọi người ạ. Hàn Quốc những ngày cuối năm ấy buồn buồn. Nhiều loại túi hay chưa? Ở đây là con hẻm nổi tiếng luôn đấy, ở Isadong luôn đấy. Nhìn này dễ thương chưa? À, dễ thương à. Đây là khu chụp ảnh ấy. Đồ nguyên liệu ngon quá. Cái này là chơi bắn súng. Nhìn đẹp quá à. Nhìn rất viral luôn. Nhìn dễ thương quá. Đây là con hẻm rất nổi tiếng ở đây luôn ấy. Nhiều người đến chơi rất là nhiều. Nhìn đẹp quá. Đẹp không? Có tấm gương phản chiếu mình này. Ở đây trở thành bán quần áo rồi. Bán quần áo đang người ta đang xe quần áo mùa đông. Ở trong đây là cái gì ấy? Ở bên dưới kia cũng đẹp nhá. Để người ta bán bánh đồng xu cũng nhiều này. Bánh đồng xu cũng nhiều. Những cây trang trí đẹp chưa? Bên dưới cũng đẹp nhá. Những ngày cuối năm như này ấy, mình chỉ thấy toàn khách du lịch nước ngoài thôi. Ít khi là mấy cái quán này rất là đẹp mọi người này. Lá trúc kìa. Cái đây là quán Thái Lan đúng không? À Bangkok này. Quán này đẹp quá ha. Quán này quán Thái Lan. Đóng cửa. Nhìn trang trí Giáng sinh đẹp chưa? Đây quán Giáng sinh rất là đẹp. Nhìn đẹp quá ha. Quán này đẹp ha. Nhiều người nổi tiếng vào quán lắm ấy. Nhìn đẹp ha. Quán này nổi tiếng này. Nang ta à? Rất nổi tiếng ở đây nhé. Ở đây họ bán bánh cũng rất là hay nhá, nhưng mà hơi đắt. Họ trang trí những cái ô này rất là đẹp. Ở ngoài cái bầy cũng rất là đẹp này. Nhìn đẹp không? Thank you.
Nhiều phụ kiện rất là đẹp này. Đấy, ở đây bán phụ kiện nổi tiếng luôn này. Quán cà phê đẹp ha. Trong đi chụp ảnh. Trong đây chụp ảnh đứng dài mua cái này. Chỗ này ngay trung tâm nhá. Rồi không biết hạ cánh ở đâu đây. Lạnh quá à? Nhiều người xếp hàng quá sao vậy sao ấy? Nhiều người xếp hàng quá sao dám vào? Bánh đây cũng ngon không trời? Bánh đây ngon không nhỉ? Bánh đây không biết ngon không? Trang trí quá đẹp. À, đông người mua đồ quá. Chỗ này chỗ nào ấy? Nhìn chỗ này đẹp không? Chỗ này cũng đẹp này. Người ta bán đồ đấy cũng rất là đẹp, nhiều rồi. Hay ha. Trong đây bán quần áo thì bạn nào thích quần áo thì vào đây cũng hay. Hay ha. Anh coi bói nạp à. Trời ơi trông này mũ trùm đầu rất là hay rồi. Hay ha. Trời đông thế. Ủa cái này hay nhỉ. À vẽ tranh. Cái này vẽ tranh hay à. 6.000 tự một tấm. Ôi, quán phở này. Trong này đẹp quá. Chỗ này cũng đẹp này. Và đẹp chưa. Chỗ đẹp ha. Ở đây sao người ta treo mấy cái ô nhỉ. Nhìn dễ thương ha. Đây là ngay đây là ngay trung tâm hay sao ấy. Mấy cái quán này. Đây là ngay trung tâm mọi người này. Đấy, đây là ngay trung tâm nhá. À, mọi người đi chơi Loen vui không? Hôm qua mình phải đi làm bù ấy. Hôm nay mình mới được nghỉ là thứ hai. Hôm nay mình mới được nghỉ ấy. Để quay video cho mọi người cùng xem nhá. Ở cái chỗ này ấy, mình thấy thanh niên hay đi nhiều ấy. Thế mình đến mình quay. Cái chỗ này thì là ở Hàn Quốc rồi, thanh niên Hàn Quốc người ta hay đến ấy. Đấy. Thì đến mình quay đây cho mọi người xem nhé. Bây giờ mình sẽ ra chỗ khu tổ hợp của Isatong nhé. Khu đấy có vẻ vui hơn. Chỗ này mình thấy nó mở nhạc nhiều quá. Không phải toàn quán cà phê ấy. Đây mình đã đến chỗ khu tổ hợp Isatong nhá. Chỗ này rất nổi tiếng ấy, ngay gần Gwanghwamun. Ngay gần cung Kiêu cung ấy. Nhìn đẹp chưa? Đẹp ha. Cái khu đấy khu cổ ấy, khu kiểu như là cái văn hóa Hàn Quốc ấy, người ta ở đây hết mọi người. Tập trung ở chỗ này hết nhá, văn hóa Hàn Quốc ấy. Cuối năm ấy nên có rất nhiều người đến đây du lịch ấy. Đẹp ha. Nhìn đẹp nhở. Mình đi buổi tối nên đèn rất là đẹp nhá. Cái chỗ này là cái trung tâm này, chỗ này cũng rất là đẹp này. Trung tâm Isatong nhá. Cái chỗ này bán bánh lâu đời này.
Đây bà vẫn còn cây thông lười ăn này. Đẹp ha. Cái bánh bánh nhìn dễ thương ha. Nhìn con khủng long rồi. Cho buồn cười á. Nhìn khủng long buồn cười quá à. Đây là cái gì đây? À, đây là khu đây người ta bán đồ giống như cái sạp ấy, bán đồ cũng hay á, bán đồ kiểu như trang trí à, nhìn đẹp ha. Bán đồ ăn vòng tay, đồ ăn vòng tay mũ này, chúng là đồ trang trí này. Đây, mũ này, nón. Nhớ cái ha. Khu này đẹp ha. Cái gian hàng này cũng đẹp này, đâu phổ tố hả? Cái gian hàng này đẹp ha. Như đang hỗ trợ cuối năm ấy. Ở bên trong kia nhà đồ ở quán cho chị em hay sao? Trời đói quá. Bánh là nhiều ha. Nếu như các bạn đi chợ đi Sa Tông ấy, các bạn không thể qua cái không thể bỏ qua cái chỗ này đâu nhá. Chỗ này cũng rất là gọi là Việt Nam mình vẫn gọi là cái gì nhỉ? À, có thể là chụp ảnh ấy, gọi là gì nhỉ, mình cũng quên rồi. Chung chỗ này rất là đẹp mọi người nhé. Cái khu tổ hợp rất lâu đời ở Sa Tông này. Nhìn đẹp ha. Chụp ảnh đây vẫn còn hơi thở của lỗi em nhé. Vẫn còn, tại vì mình đi vào ngày thứ hai ấy. Ta vẫn đi chơi lôi ăn rất là nhiều. Nhìn đẹp ha. Lên, buổi tối lên đèn rất là đẹp nhá. Thường ngày mình đi vào buổi sáng ấy. Nhìn đẹp ha. Để chuẩn bị mình chuẩn bị lên lầu nhá. Lên nghỉ, xuống nghỉ ngơi này. Nhìn đẹp ha. Đây người ta kiểu như là bật nhạc ấy, hơi đẹp ha. Không thay đổi nhá, nhấp nháy này, nhìn đẹp ha. Mình lên chơi nhá, kiểu như đi vòng một đường rồi xuống ấy. Đấy, đi vòng một đường nhá. Cái chỗ này ấy thì là người ta là những cái kiểu như là trưng bày những cửa hàng rồi. Trưng bày những cửa hàng kiểu như là trang trí sản phẩm hoặc đồ may vá các thứ ấy. Nhìn hay ha. Đây là tầng 1 à. Tầng 1 nhá. Bạn nào thích sống ảo các thứ ấy, thì lên đây mà chụp này. Đây là đèn này. Đèn thời xưa của Hàn Quốc ấy. Cái chuồng gió à, đồ thổ cẩm ấy. Mình đi một vòng, bên kia nhìn đẹp chưa? Chỗ này rất là đẹp này. Thì chỗ này người ta kiểu như buôn bán để trưng bày các sản phẩm làm bằng tay ấy, làm thủ công ấy, gọi là handmade gì ấy. Đẹp ha. Nhìn bên dưới này cũng rất là đẹp nhá. Đang mùa đông nữa. Đi một vòng lại đi lên. Đây bàn túi này.
túi bật nhạc này thì đẹp chưa. Đây như là những họa tiết này. Nhìn hay ha. Nhìn đẹp ha. Đấy còn vịt đấy. Đây những trò lấy quẻ bói này. Lấy quẻ bói. Các bạn tuổi con nào lấy tuổi lấy quả bóng hình con đấy. Chẳng như mình tuổi rắn chẳng hạn. Thì mình sẽ tìm rắn. Đây, con rắn này. Con rắn này. Thì mình sẽ lấy cái ấy ở đây, cái quả bóng đây. Đút tiền vào nó sẽ rơi ra ở đây này. Nhìn hay ha. Đây mình lên đỉnh rồi nhá. Lên lầu trên cùng rồi này. Đấy. Nhìn cũng ok ha. Chỗ này cũng khá đẹp. Trời đói quá mọi người ơi. Chỗ này người ta bán gì này? À, để đây là quán cà phê. Cái quán cà phê à? Cái quán cà phê hình cái đấy đấy. Nhìn đẹp ha, nhìn ở trên dưới đẹp. Ngồi nghỉ một tí á, đi bộ từ nãy giờ. Bánh này là bánh mình mua cái sô cô la. Cái bộ bên đây làm ngon lắm mọi người ạ. Nóng. Cái này là cái này bộ sô cô la nó quấy lên sao? Hay luôn, tính ra 30 mấy nghìn kg ra 38 nghìn. Ăn cũng được, mùa đông ăn này là ngon. Mùa hè ăn là nóng và khát nước. Mời mọi người nhé, quên mất. Mời mọi người. Ăn rất là ngon mọi người ạ. Mọi người thấy gì đến đấy. Nên mua thử. Mày tự thay vào đông ha. Tí ra mua một cốc trà sữa nữa. Nói xong. Ngon lắm mọi người ạ. Hay ra mình đói. Đang 20 độ. À quên, âm 15 độ. Ngon. Xin được rồi người. Xem còn bao nhiêu phần trăm pin. Sao hết pin rồi. Xung quanh ấy cũng chỉ là những cái chỗ mà bán hàng đồ thổ cẩm ấy.
Đấy, bán hàng đồ cầm làm bằng tay ấy. Hoặc những bán đồ lưu niệm, hoặc những hàng bánh quán bánh truyền thống. Quán bánh truyền thống hoặc những quán tạp hóa truyền thống này. À, vlog của mình xin được kết thúc tại đây. Hẹn mọi người vào một vlog tiếp theo. À, mọi người nếu mọi người thích yêu thích mình cho mình xin nút like, một nút share, một nút chia sẻ. Và mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn.